Ôi, cái này bật rồi anh em ơi. Bằng đạp đó mất tiêu rồi. Đây 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 đây, bằng đạp vẫn còn anh em ơi. Bây giờ mình coi thử nó lôi đi đâu xung quanh đây rồi. Cái này là mình nhớ là hình như là mình cột vô nhánh cây hay sao á, nó lôi đi đâu mất tiêu rồi anh em. Rồi 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 có ăn rồi anh em ơi. hai ok, hello, chào tất cả mọi người nha Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe Bữa nay thì mình tiếp tục lại đi thăm Bảy Cạm Kiền Ở cái khu vực điểm cũ cả nha Cái khu vực chỗ này thì bắt đầu Nó lạnh lại rồi mọi người Bây giờ thời tiết nó xuống khoảng tầm 9 đến 10 độ cái khu vực chỗ này đang này. Sương mù dày đặc luôn cả nhà thấy không Nói chung là đi vừa tới nơi là cực kỳ lạnh luôn Chỗ này có cái hốc cây hồi xưa đây Mà không biết có con gì ở không Đây cả nhà coi nè Trời ơi, cực kỳ lạnh luôn sương mù mà đi không thấy đường luôn á cả nhà nhìn từ xa là không thấy cái gì hết chỉ thấy uh, mù mịt với lại cây sắc sắc thôi nè, mù nhưng mà xung quanh ướt hết trơn luôn này thì uh, dụng cụ của mình đi thăm uh, bãi cạm bữa nay cũng như hàng ngày cả nhà trong này thì có túi lưới này đây túi lưới này chân quay này với lại uh, nước uống này nước uống này với lại uh, mấy cái uh, bãi cặm kiền để mình uh, đem đi mình sẽ cua mấy cái chỗ mà đẹp 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 rồi thì mình sẽ cua vô đây là thức ăn thức ăn mình đi ăn ăn dặm thôi chứ lúc sáng ở nhà cũng ăn rồi thì lúc nào cũng phải cầm theo con dao riêng bãi cảm để phải có dao nha cả nhà để chặt cây chặt cối đồ nó tiền hơn rồi bây giờ cả nhà cùng theo chân mình đi xuống phía dưới kia để thăm cái bãi đầu tiên nha thôi mọi người cùng theo chân mình đi thăm nha đây vừa xuống cái đầu tiên chỗ này đây cái đầu tiên chỗ này thì lâu rồi nó không có động tĩnh gì luôn cả nha cái này hồi lâu là dính con bông lau hình như bữa nay mình gác cái cây nó hơi to thì phải chỗ này thì hôm bữa dính con bông lau đây với lại mấy hôm sau thì dính có sóc chuột với chim còn mấy hôm nay thì không nghe cái động tĩnh gì hết phía dưới kia kìa hy vọng là phía dưới cái khúc đoạn chỗ này mà đang hy vọng nè tay chân ướt hết trơn rồi xương dày quá mọi người ơi cái này là thuộc dạng trung trung gần đỉnh núi rồi nên bây giờ trên này xương dữ lắm rồi cả nhà cùng theo chân mình xuống dưới kia nha phía bên trong này thì kiểu nó rợp hơn ấy. nhìn xương nó rõ hơn còn phía ngoài trống trống thì nhìn xương nó 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 kiểu như nó mờ nó nhạt hơn trong rậm rậm này thì nhìn nó rõ ràng hơn cái này không biết dính con gì đây Ui, dính con dính con sóc chuột cái này là hôm bữa là dính con con gà sọ có nhiều anh em gọi là chim radar. nhưng mà bây giờ mình cứ nghĩ hai con đó là một đi có nhiều anh em kêu hai con đó cũng là một nên mình cũng không có rành con này thì mình sẽ bỏ mình không lấy Thì con này thì cực kỳ hôi có nhiều anh em kêu thì con này muốn ăn thì chặt cái đầu nó bỏ đi là nó bớt hôi nhưng mà thôi mình cũng bỏ cho mình không lấy nha cả nhà rồi bây giờ mình sẽ cài lại cái bẫy này luôn cả nhà cũng theo chân thường đi thăm tiếp nha cái dưới này nghiêm ra luôn cũng không có động tĩnh gì luôn ui bật rồi một người cái này bật rồi trời ơi toàn là thấy lông lá rồi không à ừ, còn mà đạp luôn cái này là có hàng rồi nè nhưng mà chắc là con gà con chim gì thôi chú cha còn mỗi cái bộ xương không anh em ơi trời ơi còn mỗi cái bộ xương không con này chắc là con chim hay là con gì ấy? chắc là con chim gì to to á ừ, còn mỗi bộ xương bị con nga nếu mà mình không nhầm ấy, thì đây là con mèo rừng Hoặc là con à, Con bướp Nó còn phân với lại Hãy đâu xung quanh này quá trời Trời ơi, nó ăn nhiệt tình không à. Mọi người nhìn kìa Trong này kiểu như à, Xương nó hơi tối một tí mọi người thông cảm nha Lòng này Lòng à, chim màu xanh xanh đấy cái lông lo, cái loại này thì nó cũng to nó to hơn con cua xanh một tí cái loại này thì mỏ nó dài hơn nhưng mà bị con gì nó ăn mất tiêu rồi để tí nữa mình cài xong cái bẫy này rồi mình sẽ treo cái miếng xương này để nó có mùi á là mấy cái con kia nó ăn xong rồi nó hay kiểu như vòng lại nó vẫn còn mồi á thì nó quay lại rồi mình lấy con chim này thì mình làm mồi luôn cái phía dưới này thì thăm lần này là lần thứ ba rồi nhưng mà vẫn chưa nghe tổng thỉnh gì hết Ui Cái này bật rồi này cả nhà ơi Bằng đạp đâu ta Đây 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 còn 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 Vẫn còn bằng đạp luôn anh em ơi Nhưng mà bảy mình không biết là nó thuộc đây đâu mất tiêu rồi Cái này mình nhớ là mình cột vô cái nhánh cây hay sao ấy Có hàng rồi anh em ơi có hàng rồi Nói chung là Đi thăm bảy là thích nhất những cái khúc hồi hộp như vậy đây Để mình tìm cái dấu nó Mình coi cái dấu nó kéo đi đường nào nha cả nhà ui không phải mình cột vô cái nhánh cây đây 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 mình cột vô cái nhánh cây đây có hàng rồi mọi người trời ơi chết mất tiêu rồi anh em ơi chết rồi chết rồi ui, kiểu như nó hơi tối mà anh em coi thông cảm nha rồi được cũng bật má cả nhà ơi mà nó quy tiên mất tiêu rồi chu con bạc bật má to chà bá luôn khuyên mà không biết còn lấy được không nữa to lắm anh em ơi bị kẹt vô cái vách đá nó chết mất tiêu mới có hai ngày thôi nhưng mà cái kiểu như lúc chiều mình đi thăm về á cái lúc chiều buổi hôm cuối cùng mình đi thăm về á là cái bữa đó, chiều đó là nó dính luôn nhìn có vẻ là chưa hư nhưng mà không biết sao đây nè nếu mà thật, nhiều lúc nhìn nó hư là mọi người nhìn cái hậu môn đó nó có giòi nhưng mà con này thì chưa có mình nghĩ là con này có thể là còn lấy được đây tan nát rồi ui tiếc chưa cái dòng này là dòng lớn nè cái miệng ngắn này cả nhà ơi con này là khủng này chứ không nhỏ đâu, con này phải tầm cái 3 ký 4, to lắm. To đúng rồi, à? cái dòng miệng ngắn thì là to lắm. Nếu như mà cái dòng miệng miệng dài á thì nó lại ngãi hơn miệng dài mà cái 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 bụng nó màu màu kiểu như màu trắng á là nó nhỏ hơn, còn cái dòng này là cái bụng nó màu vàng anh em. Nên cái loài này nó sẽ to hơn cái loại kia nhiều. Cái loại này phải tầm 1 ký 3, 1 ký 4. Còn cái dòng miệng ngắn kia thì còn tầm 7 lạng đến đến 9 lạng thôi, ký đổ lại thôi bảy mình đặt phía trên kia nhưng mà nó lôi xuống phía dưới này luôn. Rồi để mình xử lý luôn cho cả nhà cùng xem nha. Lâu lâu dính được con hàng. Mà kiểu như à, nó ấy quá. Nó dính sớm quá, nó kẹt vô vách đá nó chết nữa, nó chết liền lúc đó luôn cả nhà. Nên cái con này nó hư. Con này thì chắc mình nghĩ là bỏ thôi, không lấy được rồi cả nhà ơi. Bụng nó xanh mất tiêu rồi. Cái lúc nãy nhìn trong kia tối tối mình tưởng đâu là nó chưa xanh bụng nhưng mà cái con này là nó xanh bụng rồi. Còn này thì mình tháo ra mình sẽ bỏ chứ mình không có lấy nha cả nhà ơi nói, nói chung là đem về thì vẫn còn nếu mà nhiều người thì vẫn còn ăn được nhưng mà theo mình đó thì tốt nhất là xanh hơi xanh xanh bụng là nên nên bỏ đi chứ ăn vô mất còng bệnh chết luôn á cả nhà con này xanh bụng rồi xanh mà chỉ xanh sơ sơ thôi chứ cũng không đến nổi xanh xanh lắm đâu đây cả nhà coi này phía dưới này thịt thì còn tươi lắm nhưng mà cái bụng thì nó hơi xanh rồi nó dính nó chết sớm quá cả nhà tiết ghê chưa, to đùng luôn Con này phải tầm ký 3 cái ký từ á. Mấy quân đề tiết ghê luôn á. Hàng thì Dạo này càng ngày càng hiếm Nhưng mà nó dính hàng thì lại chết Bỏ mắt cũng ghê Thôi cả nhà cùng theo chân mình đi thăm tiếp nha Thôi, Cái này dính tiếp chục mây à, cả nhà này. Ừ, Nằm im một đống luôn Bằng đào vẫn còn đây nằm, nhìn kìa Nó đang nhìn kìa anh em chụp mày này về thì thịt cực kỳ bị bao ngon luôn cả nhà. Trong các loại chuột đó là chuột này là thuộc dạng là ngon nhất rồi. Con này á, con này là ngon đầu tiên. Rồi mới đến là chuột uh, chuột hiu, chuột hiu xong rồi để mới đến chuột cống nhâm cái Dòng này ngon lắm. Ôi. trong này em ra luôn. Nhìn từ xa là thấy em ra rồi. Qua phía bên cái chỗ cái cây mình gác ngang qua đó mình đặt một cái đó ngay chỗ này đây nó bị lồi bảy mất tiêu rồi cái này thì mình lắp sơ lên lấy lá khô mình lắp sơ lên lại cả nhà ấy. rồi cái mình lắp lên, lên lắp kỹ kỹ một tí cái chỗ này đá, đá nó sạn á kiểu như mình ngụy trang nó cũng hơi khó toàn là đá đá sạn không à đá đất bột thì không có nhưng mà toàn là đá sạn không khó ngụy trang lắm rồi giờ bây giờ mình lên ở cái phía trên kia đó, bây giờ vài xương vẫn còn này Nói chung là có chỗ thì xương dày thiệt dày Có chỗ thì xương thiệt mỏng Cái phía bên này đẹp lắm nè Nhưng mà không biết sao đây Ngay chỗ cái luồng nó Cái lối nó đi xuống luôn cả nhà Cái này thì hôm bữa bị bật Nó lôi cái bẫy cạm đi Nhưng mà bây giờ thì không thấy cái đồng tĩnh gì luôn Đây cái bẫy đây Đó ngay chỗ cái luồng nó đi xuống luôn Cái khu vực chỗ này thì toàn là những cái cái cái, cái cây ạ à Mà trồng mốc nó thích ăn lắm Đó thầy trái chưa nhưng mà có điều là nó chưa chín Mình neo trước nha cả nhà Hy vọng lần sau nó sẽ quay về Cái dưới này không biết sao đây Toàn là mấy cái đẹp đẹp Ngon ngon không đó cả nhà Nhưng mà chưa nghe động tỉnh gì luôn Mới được cái con bạc má nhưng mà mất ăn rồi Đây con cá này này còn nguyên si luôn Phía dưới này là toàn là những cái cây mà Chuồng móc thích ăn thôi cái này thì quả nó vẫn còn non Cái nhánh thì vẫn còn non Cái nhánh bên này thì già già rồi nè Chắc vài tầm vài bữa nữa là bắt đầu hàng nó về nhiều Giờ mình qua mình thăm tiếp cái phía bên trên này Cực kỳ lạnh luôn cả nhà ơi Ướt ừ hết trơn rồi Phía dưới này con cái nữa đây Cái phía dưới này hồi bữa nó cũng bị bật Bị lôi đi Nhưng mà vẫn chưa đồng tính gì luôn cả nhà Ngay cái lối đi Mình rào thì sơ sơ thôi Rồi cả nhà cùng theo chân mình đi thăm tiếp nha Hy vọng lần sau hàng nó phải về Rồi bây giờ mình qua hướng bên kia Rồi cái phía bên này nữa cả nhà ơi Nghe im re luôn Bên này mình có đặt một cái Ngay cái lối đi luôn Kẹp thì bật rồi đó Nhưng mà dính con chim Chim này thì Hư luôn rồi cả nhà ơi Rã luôn rồi Mới có hai ngày thôi mà chim nó nhanh rã quá chim kiểu như cái xác nó nó ấy nó dính cả là nó chết liền nó nhanh hư lắm cái này thì mình sẽ đặt lại rồi mình để con chim xác bên cạnh luôn hy vọng chồn nó có nghe mùi nó về rồi mình đặt lại đã rồi, cái này lên bật nữa rồi cả nhà ơi bằng đạp vẫn còn này nhưng mà không biết hàng hóa nó nằm đâu rồi lôi đi đâu mất tiêu rồi thuốc cha dính một chục mày chà bá lửa này nói chung thì mình để chủ yếu là săn hàng lớn thôi hàng khủng thôi chứ còn chuột với chim rồi là mình không có ham đâu sóc thì còn tạm tạm chứ chim uh, chuột rồi là mình không có ham chủ yếu gà với lại chồn lại hàng khủng khủng thôi con này thì hết lấy được rồi anh em ơi bỏ thôi con này thì bị giòi uh, nó đẻ rồi con này thì mình sẽ vứt không lấy đâu cả nha vứt đi chung là cái nào lấy được thì mình lấy chứ còn cái nào không lấy được thì vứt luôn lấy lấy về ăn bệnh chết rồi bây giờ mình à, xử lý lại cái bẫy này là cả nhà ơi cả nhà theo chân mình đi thăm tiếp luôn nha cái này dính con dính con chuột nhưng mà còn một cái chân cả nha bằng đạp còn luôn nó lôi qua đây nhưng mà đứt mất tiêu cái chân này cả nhà coi còn một cái chân chân này chân chuột bảy con mới quá nên nó đứt hết chân đó nó lôi lên phía bên trên kia luôn kìa bằng đạp đây nó lôi lên phía bên trên kìa cái bắt đầu nó lôi ngược xuống đây còn một cái dấu vết đây nằm im chỗ đây còn một cái chân con này thì nó sảy nhưng mà nó vẫn còn sống cả nhà nó không chết được đâu đây còn một cái chân này rồi để mình cài lại cái bẫy luôn cả nhà rồi giờ mình à, thăm xong tất cả các bẫy rồi cả nhà giờ mình sẽ tổng kết thành quả luôn cho anh em mình cùng xem nha thì bữa nay được có mỗi con có hai con chim này chuột với sóc này nó quên hai con chuột này với lại à, một con chuồng bạc má nhưng mà mình đem về không biết là còn xài được không nữa đây thì mình đem về đây ai ăn được thì ăn thôi mình không ăn được thì mình sẽ bỏ chứ còn mà công bỏ thì nhiều lúc cũng sót lắm đây nó thành quả được bấy nhiêu rồi nha thôi bây giờ mọi người thấy video hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho anh em tụi mình nha cả nhà tụi mình tranh thủ về đây ước người ước đồ lạnh hết trơn rồi nha lạnh ngắt à thôi bye mọi người nha hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha mọi người thấy video hay nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em tụi mình nha cả nhà thôi mình tranh thủ mình về đây bye tất cả mọi người nha